Lời nói đầu tiên kinh thú vô dân giả cũng không quên gửi đến lời chào tất cả các anh chị em xem video nha. Hôm nay mình cũng làm cái video mà chia sẻ đến các anh chị mua hạt giống bên mình nha. Thì bên mình có chuyên về các loại cung cấp các giống đu đủ, là thứ nhất là ruột vàng Long An, thứ hai đu đủ Đài Loan mặn, thứ ba giống Nhật ruột đỏ. Thì bên em thì chủ yếu là cung cấp ba loại đó thôi, còn giống F1 thì em vẫn có bán bình thường à, nếu anh chị có mua F1 hàng Thái, hàng Hoàng Văn bên em đều có nha. Nếu anh em trồng thì mình khuyên anh em trồng nên trồng những giống địa phương đây, ví dụ như anh em trồng giống mà tự cái dùng Tiền Giang trở ra ngoài gần Sài Gòn trở ra ngoài hết thì nên cứ trồng ruột vàng Long An cho mình đi, dễ tiêu thụ dễ bán. Còn từ cái miền Tây của mình thì anh em trồng số lượng ít ít thì anh em trồng cho mình thứ nhất đu đủ Nhật, thứ hai đu đủ mẫn Đài Loan cho mình nha. Thì anh em nào cần giống thì cứ liên hệ với số điện thoại của mình, số Zalo là 0939148526 nè, và số thứ hai của mình là 0930109012259 nha. Người anh em liên hệ với cái kết bạn Zalo của mình, bên mình tư vấn nha anh em. Thì hạt giống sau khi anh em mua về bên mình á, anh em ngâm cho mình nước trong nước ấm ấm thôi, anh em cứ khoa hai xoay ba lạnh, anh em cứ bỏ vào cái ấy anh em khoa cho cảm thấy cái tay mình nó ấm được rồi, khỏi đường khỏi bọng hết trơn. Thì anh em cứ thảy hạt đu đủ đó về đi, về anh em thí dụ như chiều nay anh em ngâm phải sáng mai anh em vớt ngâm trong vòng 10 đến 12 tiếng nha, tại vì hạt mình hơi rất là khô à. Xong rồi anh em vớt ra anh em kiếm cái, ví dụ như anh em kiếm cái sọt hay cái gõ gì mà nó thoát nước tốt á, có lỗ điếu ra để anh em tứ nó thoát nước được đó. Thì anh em bỏ dưới một lớp cho giống gì nè, rồi trên một lớp cho thì anh em bỏ cái trải một cái miếng vải gì đó. Biết sao nhiều khi anh em bỏ trực tiếp vô cho thì nó hạt đu đủ của mình cho nó búng lên nó dơ hạt, mình để gì nè như vậy không có bám thì anh em giải gấp vô. Rồi trên một cái anh em trải bằng bằng ra gì nè, rồi trên cái một lớp này anh em trải cho mình một miếng miếng vải đó nha. Cái này thì mình lấy cái lứ mình trải dưới người trên mình trải lớp vải nữa, cho anh em phủ lên một lớp cho mỏng nha. Em cứ đem ra ngoài nắng ở ngoài giống như ở ngoài đó thì anh em cứ để ngoài ngày thứ hai hoặc ba cử ha, cảm thấy cái mặt cho ở trên nó khô thì anh em tứ, anh em lứ như vậy để đại để trời mưa, thì mùa mưa thì anh em chắc vô ha, mùa nắng thì anh em để đại, anh em ủ tầm khoảng 5 bữa đến tuần lễ bắt đầu nó sẽ nó nứt nanh hạt như thế này nha anh em. Thì anh em như vậy thì anh em có thể tiến hành bỏ vào bầu được rồi. Đây mình cũng mình buôn bán cây con mình cũng làm cách gậy á, thì anh em mua cái bầu ôm giống như nè, bầu ôm này thì bên mình cũng có cung cấp cái bầu ôm sẵn cho anh em luôn nha. Nhiều khi cái chỗ anh em mua cái 1-2 ký hoặc là 300-400 cái anh em mất công đó, anh em cứ alo với mình mua bao nhiêu hạt á thì mình canh cái lượng bầu á, mình đóng mình gửi cho anh em một lượt luôn nha, cho nó thoải mái khỏi cần mua đâu hết á. Thì cái bầu này nè, bầu này thì bề ngang bề lớn nè, chắc này cũng 4 à, cái này chắc cũng 4 phần 8 phần gì đó, đúng rồi. Thì sao anh em vô châu thì nó cái bầu này nè, thì cái hình nó cũng khoảng bằng cái cổ tay mình nha anh em. Thì anh em cứ vô bầu, giá thể ở đây thì giá thể của mình chọn bằng cho nha anh em, mình bằng cho cháu nè, cho cháu của mình nè. Thì anh em có làm thì anh em mua bao cho, và anh em cứ thảy mương đi ngâm 2 đêm cho mình, xong anh em vớt ra anh em đẩy ngoài nắng phơi cho nó bung ra giống gì nè. Thì anh em có phân dừa thì anh em chọn, anh em có chấu sống thì anh em chọn chấu sống nè, ví dụ như một bao cho vậy đó thì anh em chọn tầm khoảng một thao chấu sống mà tỷ lệ là 10 trên 1 nha. Nếu không có chấu sống thì anh em chọn cái phân dừa của mình cũng được. Thứ nhất trồng cho sống để làm chi, để thứ nhất là cái cho đó mình nhiều khi mình tứ đó, để tăng cái độ thoát nước, đừng có bị dẻ mặt cho đó mình thôi ha, và nó tác dụng như vậy đó, chứ nó không có dinh dưỡng dinh bọng đấy đó. Còn trong cái giá thể cho thì anh em mua cái phân hữu cơ giống như anh em, phân hữu cơ người ta bán sẵn ngoài chợ thì anh em mua 1-2 ký về, anh em mua 1 bao đi,
mua một bao 50 kg có 300.000 bạc hả, trước sau mình anh em cũng sử dụng mà mình xài hết thì không hết thì sau này mình bón cho cây đu đủ của mình ha. Anh em chọn vô đây, chọn giống tỷ lệ cũng khoảng 1:10 hoặc 8:2 cũng được, tùy theo anh em chọn vừa vừa thôi, đừng có chọn nhiều quá. Đây mình mua mình trồng, anh em mình cũng chọn gì nè, mình để chi, để cho khi cái giá thể của mình nó có chất dinh dưỡng cho cây đu đủ của mình nó ăn trong chậu, thì mình kết hợp phun phân bón thuốc nữa cho cây đu đủ của mình nó tốt anh em. Thì tại anh em trong quá trình trồng thì anh em có kết bạn Zalo của mình nha, mình tư vấn cho em từ lúc trồng đến lúc có trái cho anh em nha, để thực thì mình biết tới đâu mình chia sẻ thế đó. Thì nói lại cái vấn đề ủ hạt thì anh em cứ mua cái bầu về anh em vô cho đầy đầy, em dặm cái bầu nó hơi dễ dẻ đừng dễ quá, thì anh em cứ lấy cái nhíp nè, hạt nào nảy mầm trước thì anh em cứ gấp ra nè, cứ gấp ra để gì anh em lấy cái này nha, anh em lùa cho lại nha, để đừng sâu quá, rồi vậy là xong rất là mau anh em. Khoảng 1000 bầu thì anh em bỏ ra tầm khoảng 2 đến 3 ngày anh em xong rồi. Xong rồi anh em cứ làm tới đâu rồi anh em sắp ra tới đó là nuôi cho. Thì trong quá trình này á, thì anh em tưới gì giữ ẩm, vừa ẩm thôi nha, đừng tưới ướt quá nha. Anh em cứ sắp ra như thế này. Cái hạt này có mình bên mình là bảo đảm anh em mà tỷ lệ nảy mầm rất là cao nha, trên 90% anh em. Đây hạt của mình, hạt này của mình ương cây con mình bán, cũng hạt này mình cũng bán giống cho anh em nè, nó lên rất là mạnh nha, làm không kịp. Như tầm này anh em bỏ rất dừa nè, nó mau là mau lên lắm, em cứ bỏ gì cho cái hạt đu đủ nó lên để nó bốc khỏi đó, anh em bỏ ngược là cây đu đủ nó khó lên nha, lưu ý điều đó nha. Cứ gì anh em bỏ bẻ xuôi cái hạt gì cái đầu ngóc lên gì được nè, anh lấy nét lại, không lấy nét luôn. Anh em dòm cái hạt đu đủ bỏ xuôi anh em biết à. Thì sau anh em vô bầu tầm khoảng 2 đến 3 bữa bắt đầu nó sẽ ló lên khỏi mặt bầu giống gì nghe anh em. Thì từ từ nó sẽ bún lên hết à. Trong quá trình làm từ lúc anh em ngâm hạt từng nó nảy mầm, anh em từng nữa bắt đầu cây đu đủ nó sẽ lên khỏi mặt đất cho anh em, cây nó cao tầm khoảng 2 phân nha. Thì cái này mình cũng làm cách đây cũng tầm khoảng 2 bữa nha. Bữa nay bữa thứ ba nè, hạt lên tới đâu thì mình làm tới đó nha, hạt nào lên trước thì mình làm trước, hạt nào lên sau thì mình làm sau nha. Rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết. Nay cơ bản là mình đã chia sẻ cho anh em hết trơn rồi. Thì như cây đu đủ này, cây này thì nó được tầm khoảng là 20 bữa rồi anh em, cây cao tầm khoảng 6 phân rồi, 8 phân rồi, cây này tầm khoảng 10 bữa nửa tháng nữa. Mình đóng cho khách nha, tại khách bên mình cũng có đặt trước hết trơn rồi. Gần như cái lô sao vậy đó, thì anh em nào á, số lượng ít á, thì anh em 100-200 cây thì bên em cứ alo cho bên em nha, bên em còn giống thì em đóng hàng em gửi xe cho anh em nha, gửi cặp tiếng quốc lộ nha anh em. Đây là giống ruột vàng Long An nha, lô này ruột vàng Long An, còn lô bên kia là đu đủ Nhật nha anh em. Thì anh em nào cần giống Nhật, giống ruột vàng Long An thì anh em cứ số điện thoại mình để trên cái tiêu đề đó nha, liên hệ liên lạc trực tiếp với mình nha. Cây giấm, hạt giấm, bầu ôm, phân thuốc thì bên mình cũng có cung cấp luôn cho anh em nha. Thì phân thứ nhất bên mình có hai loại, thứ nhất là cái thằng Hàn Quốc nè, thứ hai cái thằng canxi nè, thứ ba cái chai giải độc rắc cho anh em trồng chỉ cần mua cái bộ đó xài em xài được rồi. Còn thuốc sâu thì bên mình cũng có luôn thuốc sâu, anh em sử dụng các loại thuốc bột như là Asen hoặc là vua bò chỉ gì đó. Tôi quý là cái này thì anh em trồng đừng có nên xịt thuốc nóng quá, nó bị quấn lá vàng lá hết trơn nha. Như đu đủ anh em thấy nó dễ mà nó khó mà nó dễ nha, mình biết cơ bản là mình sẽ làm được hết nha anh em. Rồi đó, cái video này mình cũng xin chia sẻ thật lòng đến tất cả các anh em hạt giống bên mình thì
như thế nào thì mình bán như thế đó nha. Thì hạt giống thì cái giá hạt giống thì mình bán là 1.200 hạt với giá 400.000 nha anh em, là chưa tới 400 đồng một hạt nha. Tính giá 400 thôi, tới trong 1.200 là mình có thể lượng cái ly có thể trên 1.200 đến 1.400 chẳng hạn, mình lượng cái ly mình cũng có trừ hao cho anh em nha. Chứ không phải là mình đếm từng hạt mình bán cho anh em mình tính tự động mà. Chung là bên mình sẽ đưa số lượng dư cho anh em chứ không thiếu nha anh em. Thì ba giống trên là đa số là giống địa phương mình hết nha anh em, còn giống F1 của thằng Sri Lanka, của thằng Thái thì F1 thì nó hơi mắc nha anh em, dễ trồng dễ chăm sóc nhưng sau này anh em dễ trồng như em cái đầu ra nó khó lắm, nó không bằng mấy cái này. Một của thằng Thái ruột đỏ ruột vàng cũng có, đợt rồi mình trồng ruột vàng của công ty Việt Nam á, đợt rồi mình trồng ở đây miền Tây mình trồng mới nó thua mình bán không được, cứ ruột mình bỏ nguyên vườn luôn. Trồng ít ít tiền thay mình thì anh em trồng ít ít, trồng các loại ruột đỏ cho mình đi, cỡ nào bán cũng được hết, giá cả thì hên xui 4.000 cũng có, 5.000 cũng có, 8.000 cũng có, mười mấy ngàn cũng có. Thì cây đều đủ là cây ăn lâu năm mà, anh em trồng đất không bị ôi nước thì đất trồng anh em mà ăn 1, 2 năm, 3, 4 cỏ là chuyện bình thường nha. Thì trong vòng mấy năm đó thì đương nhiên có lúc mắc có lúc rẻ. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình á thì nhớ đăng ký kênh nha anh em, để sau này nhiều khi anh em có cần trồng bên này đó thì cũng lục lại vào cái kênh của mình này, cũng biết số điện thoại cũng liên lạc với mình nha. Còn anh em nào cũng đăng ký rồi có ý định trồng đu đủ thì alo cho mình nha. Rồi một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video nha. Rồi mình xin chúc anh em được dồi dào sức khỏe, làm đâu được đó nha, trúng mùa được giá nha anh em. Rồi cần giống alo cho mình, Zalo 0939148526. Rồi tạm biệt anh em, hẹn anh em gặp lại anh em ở clip sau.